cầu mới chỗ Khánh Thành năm 2017. Đi đi bầu anh. Đây là cái khu lấp biển mới nằm ở phía sau Văn Kiệt. Đây là cái trường phổ thông mới của tỉnh.
đảo Phú Gia thì nằm ở ngoài kia rồi các bạn. Cảm ơn các bạn. Mình sẽ quay cái khu này lại sau nha.